Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật những thông tin mới trên VTC Now. Mở đầu là những tin tức chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 22 tháng 7, quản lý của nghệ sĩ nhân dân Công Lý cho biết, nam nghệ sĩ bị trượt chân và ngã tại nhà riêng vào tối ngày 21 tháng 7, sau đó anh được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Anh Lý đang điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội, nhưng gia đình không thể tiết lộ tên bệnh viện vì sợ mọi người đến thăm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch. Hiện sức khỏe của anh cũng ổn định hơn, chúng tôi đang đợi kết luận từ bác sĩ, vì chuyện cá nhân nên gia đình không chia sẻ gì thêm, người này cho hay. Quản lý của nghệ sĩ nhân dân Công Lý cũng khẳng định anh không nhập viện vì đột quỵ hay liên quan đến rượu bia như những tin đồn trên mạng xã hội. Nghệ sĩ nhân dân Công Lý tên đầy đủ là Nguyễn Công Lý, sinh năm 1973, anh công tác tại Đoàn 2 Nhà hát kịch Hà Nội và đã từng tham gia nhiều vở kịch như Ông không phải là bố tôi, Vùng lạnh, Điệp khúc virus, Tiếng đàn vùng mê thảo, Tình sử ngàn năm, Mảnh đất lắm người nhiều ma. Gần đây, nghệ sĩ nhân dân Công Lý tham gia một vai phản diện trong bộ phim Hướng dương ngược nắng. Vai diễn của Công Lý là nút thắt trong những bước ngoặt diễn biến phim và là đối trọng nguy hiểm với nhân vật Bạch Cúc, nghệ sĩ nhân dân Thu Hà ở tập đoàn Cao Dược. Công Lý cũng đặc biệt được yêu thích khi diễn hài, trong đó có vai Bắc Đầu trong Táo Quân là một trong những thương hiệu của anh. Nhiều diễn viên Táo Quân từng đánh giá Công Lý là người xuất sắc trong dàn Táo. Tiếp tục bản tin là những thông tin đáng chú ý khác. Bệnh viện dã chiến số 8 đặt tại tòa nhà khu tái định cư Bình Khánh, phường An Khánh có quy mô khoảng 3 đến 4.000 giường, dưới sự phụ trách của hơn 200 y bác sĩ điều dưỡng của Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Bình Dân cùng đội ngũ quân nhân bảo vệ. Công tác kiểm tra bệnh do 5 kíp, mỗi kíp gồm 5 điều dưỡng và 2 bác sĩ thay nhau đi kiểm tra bệnh nhân theo từng ca, mỗi ca 4 tiếng. Trong những ngày mới bắt đầu hoạt động tại Bệnh viện dã chiến số 8, các bác sĩ và nhân viên y tế ở đây còn gặp nhiều bối rối và vất vả vì vừa phải ổn định chỗ ở, vừa tiếp nhận bệnh nhân. Em mà điều dưỡng của chị thì đúng là công việc ở đây thì nó nhiều áp lực hơn. Tại vì ở dưới đó thì một khoa thì nếu mà cao nhất thì chỉ khoảng 60 đến 70 bệnh thôi. Nhưng mà bây giờ các em ở đây là một em có thể là 2 tầng hoặc là 3 tầng. Mà một tầng thì cũng phải 80 bệnh. Thì một em là phải khoảng từ 200 đến hơn 200 bệnh. Người, huy động mỗi người, em nào mạnh cái gì thì mình làm cái việc đó mà hỗ trợ. Bác sĩ chúng tôi cũng đi phát đồ ăn luôn. Để bệnh nhân đến đông quá, ùn ùn một lúc 500 người. Điều dưỡng có mấy người bảo biết cứ chờ điều dưỡng phát đồ ăn thì không kịp. Thì thôi bác sĩ ngưng cái chuyện làm việc khác, đem lên giúp cho chị em để đồ ăn nó không bị thiêu. Ở đây trường hợp phát đồ ăn chậm quá, mà phát đồ ăn cho những người bị Covid nó phải bảo đảm nguyên tắc 5K. Nghĩa là chỉ có một cái phòng duy nhất đi ra lấy đồ ăn, cộng với nhân viên y tế, cộng nhân viên hỗ trợ có mặc đồ bảo hộ. Chứ không được ùn ùn tất cả mọi người kéo đến lấy là không được, thì chúng tôi cũng tổ chức cái chuyện đấy. Tuy có vất vả, nhưng điều các bác sĩ đặt ưu tiên trên hết không phải là bản thân mình, mà là tâm lý của bệnh nhân. Thường là bệnh nhân hoang mang lắm, tại người ta bị bệnh mà người ta sợ dữ lắm. Thì những cái bệnh sợ đó thì dẫn đến là người ta sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người ta. Thứ nhất là ảnh hưởng về tâm lý, này, ảnh hưởng sức khỏe. Này. Thì người ta sẽ gây ra cái tình trạng là người ta sẽ rất là khó thở, người ta mệt, người ta sợ, kèm theo người ta sốt, người ta ho, là người ta sẽ sinh ra những cái triệu chứng. Mà mình phải đánh giá đó là cái triệu chứng là do bệnh nhân sợ hãi hay là do thực tế bệnh lý của bệnh nhân, thì để mình phân luồng cho nó đúng, để mình đưa lên lại khoa điều trị hay là mình đưa thực sự là nặng để mình chuyển bệnh viện điều trị. Hiện tại số bệnh nhân F0 đang được đưa vào bệnh viện dã chiến số 8 là hơn 2.300 người. Khi bệnh nhân có bất kỳ thắc mắc nào, các nhân viên y tế túc trực sẽ ngay lập tức nhận được thông tin báo qua điện thoại và tới để giải đáp, hỗ trợ người bệnh được kịp thời. Tất cả các nhân viên y tế đang nỗ lực hết sức, chiến đấu thật kiên cường để sớm kiểm soát, khống chế được dịch bệnh. Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, số ca mắc mới COVID-19 trên địa bàn thủ đô tăng từng ngày. Trong đó ngày 17 tháng 7 có 19 ca, ngày 18 tháng 7 là 44 ca, ngày 19 là 41 ca và ngày 20 tiếp tục có thêm nhiều ca bệnh. Bên cạnh đó, lưu lượng người dân từ các vùng dịch về Hà Nội vẫn nhiều. Theo thống kê ngày 19 tháng 7 có 1.377 khách từ Thành phố Hồ Chí Minh về qua đường hàng không, 3.190 khách các tuyến từ Đà Nẵng trở về thủ đô qua đường bộ. Do đó, việc kiểm soát người vào thành phố, quản lý được di biến động dân cư để từ đó kiểm soát được mầm bệnh từ các khu vực có dịch là việc làm rất quan trọng.
Đối với cảng không quốc tế Nội Bài thì trước đây chúng ta thực hiện là lấy mẫu ngẫu nhiên đối với hành khách từ Thành phố Hồ Chí Minh đến. Tuy nhiên hiện nay thì Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không thì đã có cái chỉ thị về việc là điều kiện bắt buộc đối với hành khách từ vùng dịch đến Hà Nội là phải có giấy xét nghiệm âm tính, đảm bảo xét nghiệm âm tính trước khi lên tàu. Cái này là chính vì vậy cho nên là khi hành khách là thực hiện chuyến bay thì cái việc kiểm soát ở đầu đằng các cái địa phương mà có cái chuyến bay đến Hà Nội đã được kiểm soát hết sức chặt chẽ. Ngược lại thì đối với cả các địa phương yêu cầu có giấy xét nghiệm âm tính trước khi lên tàu như Thành phố Hồ Chí Minh, như là Liên Khương, như Cam Ranh đấy, thì chúng tôi cũng đã cùng với cả y tế huyện Sóc Sơn triển khai cái điểm lấy mẫu ngay tại sân bay để tạo điều kiện cho hành khách trước khi lên tàu có cái đủ điều kiện để thực hiện chuyến bay của mình. Có thể nói đây là nỗ lực cải đồng chính trị, và cụ thể trên 22 địa bàn chốt vào các cửa ngõ thủ đô, ra quân là công an làm cái tổ trưởng, nhưng tất cả những cái bộ phận liên quan như là y tế, đồng chí thấy là rất nhiều cái nỗ lực và chắc chắn là nắng mưa và cái lưu lượng rất lớn, như là cái trạm Pháp Vân chẳng hạn là trên 60.000 xe một ngày. Thì một cái mặt là chúng ta nắm được và quản lý các cái di biến động để từ đó kiểm soát được các mầm bệnh từ các khu vực vùng dịch vào trong địa bàn thành phố. Nhưng mặt thứ khác là phải tạo không ngăn sông cấm chợ và tạo mọi cái điều thuận lợi cho kinh tế xã hội giao thương. Cũng theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư này là 507 ca, trong đó số ca mắc ngoài cộng đồng tính đến 16 giờ chiều nay là 315 ca. Điều đáng lo ngại hơn là hiện đang có 9 chùm ca bệnh phức tạp, số ca mắc cao. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Hà Nội vẫn còn hơn 40 điểm phong tỏa tại 17 quận huyện. Theo tính toán của các chuyên gia, một F0 có thể gây ra khoảng 50 ca lây nhiễm. Do đó, việc kiểm soát nhanh nhất các ca nhiễm mới với tốc độ nhanh nhất phải được tập trung hàng đầu. Hà Nội là trung tâm kinh tế chính trị của cả nước, và cái sự lưu thông, di biến động dân số thì rất là lớn, di biến động người dân rất là lớn. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng nâng lên một mức trong công tác phòng chống dịch để đảm bảo là cái kiểm soát rất là chặt chẽ. Và chúng tôi thấy rằng là cần phải dừng một số những hoạt động không thiết yếu để đảm bảo cái công tác phòng chống dịch có hiệu quả. Trước đó, theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, kết quả xét nghiệm trên 10.000 người thuộc nhóm nguy cơ cao ở 30 quận huyện của Hà Nội đến nay đều âm tính. Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 7, Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát, xác minh và lấy mẫu xét nghiệm phát hiện COVID-19, đánh giá thêm nhóm nguy cơ là các trường hợp ho, sốt chưa rõ nguyên nhân rõ ràng, nghi ngờ mắc COVID-19, không cần yếu tố dịch tễ. Việc xét nghiệm sẽ sử dụng phương pháp xét nghiệm real-time PCR lấy mẫu gộp thực địa hoặc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật của VTC Now. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.